các bạn, thay vì chúng ta có thể là ăn ở quán ấy thì chúng ta có thể là ăn tại nhà cái món bánh bít tết này các bạn nha. Rất là thơm ngon đấy, thì các bạn có thể ăn làm cho các gia đình mình những cái món như thế này thì chắc gia đình mình rất là thích các bạn này. Thì đấy, đó là cách làm của mình, rất là đơn giản, thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình nhá. Rồi video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh lạc các bạn. Ở đây mình sẽ có một ít lạc các bạn này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh lạc nhé. Đây mình sẽ sử dụng một gói mì. Bột mì như thế này các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần nước vào. Chúng ta sẽ trộn cái phần bột nhé. Các bạn nếu mà ăn ngọt thì các bạn có thể bỏ thêm đường. Mà các bạn không ăn ngọt thì các bạn ăn. Này mình sẽ bật bếp luôn các bạn này. Đây là cái phần lạc. Lạc này lạc mình rang rồi các bạn nha. Cái phần lạc này là lạc mình rang rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu ăn vào. Dầu trời nắng ấm rồi mà vẫn không tan ra nổi. Phần lạc thì chúng ta sẽ đập dập đi các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh vào. Rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho cái phần lạc này vào các bạn này. Đấy. Mình chiên luôn.